đấy là người ta sử dụng nước tuần hoàn để vì là nhãn hàng xuất khẩu, hàng may mặc người ta rất cần cái đấy. Thế thì người ta bảo bây giờ thiếu cái tiêu chuẩn và quy chuẩn của cái nước đầu vào đấy. Thế thì tôi fighting với nhân viên của tôi, và may quá tôi gặp trực tiếp cái chị. Cái chị mà chị không phải là chủ của cái nhà máy đấy, nhưng mà chị là đại diện cho cái tổ, cái gọi là public disclosure của cái tổ chức đấy. Thế thì hóa ra không phải. Bởi vì này ạ, khi chất lượng nước thải của một doanh nghiệp sau khi xử lý, thì sau hệ thống xử lý nước thải, người ta sẽ có quy chuẩn và tiêu chuẩn xả thải, đúng không ạ? Thì đã có rồi. Cái thứ hai là với cái nước đấy, người ta có thể dùng vào rất nhiều mục đích khác nhau, thì lại không có quy định về tiêu chuẩn của gì ạ? Cái nguồn nước, nước cấp. Mà chỉ có là tiêu chuẩn, ví dụ như là đối với ngành dệt nhuộm chẳng hạn, thì người ta có cái tiêu chuẩn về các cái kim loại nặng ở trong đấy và ảnh hưởng đến độ màu hay ánh màu ở trong đấy. Thì đấy là cái tiêu chuẩn của cái sản phẩm nước của người ta sau xử lý. Như vậy tức là không có liên quan gì đến vấn đề tiêu chuẩn và quy chuẩn ở đây cả. Mà nó nằm ở chỗ này, báo cáo quý vị. Nó nằm là này, khi một cái nhà máy mà người ta đi vào hoạt động, thì người ta có một cái cam kết là người ta sẽ cấp nước ở đâu, mua nước của ai. Thì nó lại là liên quan đến vấn đề nội bộ cái ông bán nước đó và cái ông xử lý nước thải đó ở trong khu công nghiệp. Chứ không hề liên quan gì đến cái tiêu chuẩn và quy chuẩn mà ảnh hưởng đến vấn đề về kinh tế tuần hoàn. Thế thì cái chỗ này ấy, chúng ta phải làm rõ là câu chuyện đấy lại không phải là vấn đề chủ trương, mà là vấn đề giữa quan hệ giữa doanh nghiệp và chủ cái hạ tầng cơ sở kỹ thuật ở đó, chứ không phải là vấn đề vướng mắc mang tính chính sách. Đấy, thì tôi xin gọi là chia sẻ một số những cái thông tin liên quan đến cái công nghiệp môi trường và cái kinh tế tuần hoàn như vậy. Vâng, rất là cảm ơn anh Thành. Lúc anh Thành chưa đến thì cũng có cái trao đổi về cái việc này, thì đặc biệt là chỗ thầy Trinh cũng đưa lên một cái ý kiến rằng là cái chỗ Nam Cầu Kiền đấy, nhưng mà có lẽ là chúng ta nó tương đối là sâu và chúng ta tí nữa, lát nữa chúng ta có thể có cái trao đổi riêng. Trong thời gian vừa qua đấy thì UNIDO, tổ chức công nghiệp và phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc, thì cũng đã triển khai nhiều các cái dự án hỗ trợ kỹ thuật, và những cái dự án này rất thành công, như là dự án về khu công nghiệp sinh thái, rồi là tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp. Thế thì xin hỏi chị Thảo một điểm là thế này, tức là khi mà chúng ta có dự án thì rõ ràng là sẽ có những cái hỗ trợ kỹ thuật và có những cái mô hình thành công, cũng giống như cái chương trình đây, chương trình hiện nay UNDP đang triển khai. Thế thì theo chị thì làm thế nào, những cái yếu tố gì để mà làm sao để mà lan tỏa mạnh hơn các cái mô hình đấy là một, và những cái chính sách như thế nào, những cái chính sách thế nào mà cần đề xuất để mà những cái mô hình như là khu công nghiệp sinh thái này, cộng sinh công nghiệp này, rồi là tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp nó được thực sự được lan tỏa. Cảm ơn câu hỏi của anh. Bởi vì là đối tượng mình vừa hỏi là Linh, thì đối tượng tham gia là chủ yếu là doanh nghiệp đó, thì mình nghĩ là cái quan trọng nhất mà dẫn đến cái sự lan tỏa cái thành công đấy là những cái lợi ích mà các cái hoạt động hỗ trợ của UNIDO mang lại cho doanh nghiệp. Thì tất nhiên là những cái vấn đề về tiết kiệm và tiết kiệm về nguyên nhiên vật liệu, rồi là giảm phát thải khí nhà kính, rồi hóa chất, rồi nước, vân vân. Đó thì mình hay đo bằng những cái con số rất là kỹ thuật, nhưng mà với doanh nghiệp thì đấy là tôi cần phải đầu tư bao nhiêu tiền và tôi tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Lấy một số những cái con số ví dụ như là cái dự án anh hai cái dự án mà anh đề cập đấy, ví dụ như là cái dự án về khu công nghiệp sinh thái, cái pha 1 chúng mình thực hiện từ năm 2014 đến năm 2019, thì có 546 cái giải pháp về tiết kiệm tài nguyên và sản xuất sạch hơn được thực hiện bởi 57 công ty trong 3 khu công nghiệp
và đã tiết kiệm được mỗi năm khoảng 3 triệu đô la, thời gian hoàn vốn khoảng 7 đến 8 tháng. Hay là dự án tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp, trong cái hệ thống về chuỗi giá trị về nồi hơi Việt Nam thì đã thu hút được sự tham gia của 315 doanh nghiệp vào các cái hoạt động đào tạo. Trong đó thì có 216 doanh nghiệp đã thực hiện các cái giải pháp về tiết kiệm năng lượng với cái tổng vốn đầu tư là 31,8 triệu đô la và tiết kiệm được 19 triệu đô la hàng năm tiền điện. Đó thì mình nghĩ là đấy là những cái hiệu quả. Và nhưng mà bây giờ thì ví dụ như là cái dự án khu công nghiệp sinh thái thì nó không chỉ là cái câu chuyện về số tiền nữa, kể cả tiết kiệm năng lượng nữa. Bây giờ cái vấn đề về bền vững, cái vấn đề về tuân thủ trong những cái chuỗi cung thì nó đã là những cái vấn đề nó từ chuyển từ cái việc là tự nguyện đã sang thành cái vấn đề bắt buộc rồi. Và khi tham gia vào cái chuỗi cung toàn cầu hay là nó đã trở thành như là một cái chính sách của Việt Nam để mà thu hút những cái làn sóng đầu tư mới, đầu tư nước ngoài có chất lượng vào Việt Nam để mà chuyển đổi cái mô hình tăng trưởng. Đó thì mọi người bây giờ đã nhìn nó rộng hơn rất là nhiều. Mặc dù ban đầu thì là người ta tiếp cận, cách tiếp cận dễ nhất là tôi đầu tư bao nhiêu và tôi tiết kiệm được bao nhiêu. Đó. Thì ví dụ như là dự án khu công nghiệp sinh thái thì ban đầu giai đoạn 1 thì chúng tôi làm với 3 khu công nghiệp. Và có một doanh nghiệp là Cell Starter, một khu công nghiệp là Cell Starter. Đến pha 2 chúng tôi đang làm là có 5 khu công nghiệp và một Cell Starter, đấy là 5 cục tiền. Nhưng mà trong cái quá trình này thì rất nhiều địa phương, rất nhiều khu công nghiệp đã mong muốn là tìm đến và tham gia vào các hoạt động của UNIDO, bởi vì là họ thấy được những cái lợi ích, cũng như là cái vừa là lợi ích nhưng mà vừa là bây giờ như tôi nói là nó gần như là một cái sự bắt buộc và một cái chiến lược kinh doanh mới của họ. Họ cần phải chuyển đổi theo hướng sinh thái những cái khu công nghiệp hiện hữu, cũng như là xây dựng những cái khu công nghiệp từ đầu là đã theo hướng sinh thái rồi. Và tôi tin là cái pha 3 mà chúng tôi chuẩn bị thực hiện sau đây thì sẽ rất nhiều các Cell Starter như vậy sẽ tham gia cùng với đồng hành cùng với chúng tôi, bởi vì là có khoảng 300 cái khu công nghiệp hoạt động ở Việt Nam, chiếm khoảng 50% giá trị xuất khẩu, tạo được 4 triệu việc làm, thì tôi nghĩ là đấy là những cái tác động rất là lớn cho cái sự chuyển đổi của nền kinh tế Việt Nam theo hướng xanh hơn. Còn những cái để lan tỏa, thực ra thì anh nói là làm thế nào để lan tỏa hơn nữa, thì tôi nghĩ là tự những cái giá trị mà người ta nhìn thấy thì nó là cái chất lượng đó, cái đó là cái quan trọng nhất. Tuy nhiên thì cái vấn đề về chính sách đó thì vừa nãy chúng ta cũng nói đến các cái vấn đề về tái sử dụng nước thải, rồi là tái sử dụng chất thải, rồi các cái vấn đề về ứng dụng năng lượng ở trong khu năng lượng tái tạo ở trong khu công nghiệp nữa, thì những cái vướng mắc rào cản về pháp lý rất là nhiều và chúng tôi cũng đang rất là cố gắng để gỡ những cái rào cản đó. Thì tôi tin là những cái giải pháp về tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu năng lượng rồi cộng sinh công nghiệp nó còn mang lại những cái lợi ích nhiều hơn nữa, thì cũng rất là hy vọng là những cái diễn đàn như thế này và tất cả chúng ta thì cùng đồng lòng để mà những cái rào cản về chính sách về pháp lý như vậy nó sẽ được cởi bỏ. Và một cái rất là quan trọng là cái hoạt động về nâng cao năng lực đào tạo không chỉ là về nhận thức thay đổi, tất nhiên nhận thức rất là quan trọng, nhưng mà thực tế là mọi người phải hiểu và làm được đó. Thì chúng UNIDO cũng rất là tự hào là đã có được rất là nhiều những cái chương trình đào tạo kỹ thuật rất là chuyên sâu đấy, các chuyên gia của chúng ta ngồi đây đúng không ạ, ông Trinh rồi ông Bái rồi bản thân anh Thành thì cũng đã từng là những người đã nhận được rất là nhiều những cái chương trình đào tạo của UNIDO từ xưa về sản xuất sạch hơn. Và thì chúng tôi cũng hy vọng là tiếp tục những cái chương trình đào tạo mới ở cái tầm quy mô lớn hơn và tác động sâu sắc hơn sẽ được đến với cả các cơ quan quản lý cũng như là doanh nghiệp, và đặc biệt là chúng tôi nhấn mạnh đến những cái cơ quan cung cấp dịch vụ mà trong cái giai đoạn tới thì không chỉ là về chuyên môn, mà chúng tôi muốn là họ phải thực sự hoạt động một cách chuyên nghiệp như là một cái business oriented. Và khi mà hy vọng là khi dự án kết thúc thì họ có thể là tự vận hành và đưa ra được những cái giải pháp cho doanh nghiệp một cách hiệu quả. Và xin cảm ơn rất là nhiều. Vâng, rất là cảm ơn chị Thảo. Chị Thảo có chia sẻ đến một cái điểm, tức là khi mà doanh nghiệp họ đủ năng lực và họ đủ nhận thức thì họ cũng sẽ tự nhận thấy rằng là cái sự dịch chuyển sang kinh tế tuần hoàn ấy nó sẽ đem lại cái lợi ích cho doanh nghiệp. Và đây cũng là chính là cái chia sẻ của Carafood trước đây trong một cái câu chuyện rất là truyền cảm hứng, đúng không ạ? Vâng.
Chị Thảo thì cũng đề cập đến vấn đề về chính sách. Thế thì để tiếp theo thì xin hỏi với ông Nguyễn Ánh Dương, là ban nghiên cứu tổng hợp của Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư. Thế thì chúng tôi hiểu rằng là Viện Nghiên cứu Quản lý Trung ương ấy là đơn vị tham mưu chính sách cho Bộ để mà đề xuất xây dựng ra cái chiến lược 687 về cái đề án phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Thế thì theo góc nhìn của ông ấy, thì đứng trong khuôn khổ cái đề án này thì những cái định hướng về mặt chính sách nào cụ thể để anh có thể chia sẻ với cả các cái doanh nghiệp ngồi đây cũng như là các cái doanh nghiệp khác. Xin mời anh ạ. Rất là cảm ơn câu hỏi của bạn MC, và tôi cũng rất là cảm ơn chương trình đã mời tôi tham gia cái buổi chia sẻ này. Thì ở đây thì cũng phải nói là khi mà tôi xây dựng cái đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ấy, thì cái góc nhìn của chúng tôi thì cái này thì cả xuyên suốt cái phần thảo luận của chúng ta ngày hôm nay, cái câu chuyện đều nói về doanh nghiệp, và cái tư duy của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cũng là câu chuyện hướng về doanh nghiệp. Và khi chúng tôi nói về kinh tế tuần hoàn và chúng tôi cũng nhìn nghiên cứu từ luật bảo vệ môi trường, thì cái ý mà chúng tôi muốn nhìn nhận góc độ ở đây đấy là kinh tế tuần hoàn, hướng tới kinh tế tuần hoàn nó là quá trình động lực, là quá trình chủ động của doanh nghiệp. Thì chúng tôi không muốn coi cái đấy là áp vào luật để biến nó thành một cái điều mà doanh nghiệp phải tuân thủ, là khẳng định một điều là như vậy. Và để muốn làm được, để doanh nghiệp có động lực, doanh nghiệp chủ động chuyển đổi được, thì cái ý mà chúng ta muốn nhìn về kinh tế tuần hoàn nó phải là câu chuyện như câu chuyện như bạn Hồng Rafood nói trước đó, và nhiều các doanh nghiệp khác cũng đang thể hiện, đó là câu chuyện về kinh tế tuần hoàn, là câu chuyện hướng tới cái mục tiêu cuối cùng rõ ràng là câu chuyện về bảo vệ môi trường, giảm phát thải. Nhưng trung gian cái doanh nghiệp cần đấy là câu chuyện về đổi mới sáng tạo, câu chuyện về năng suất lao động, câu chuyện về hiệu quả kinh tế, là cái lợi nhuận, là cái lợi nhuận là quan trọng nhất, chứ không nhất thiết phải là tiết kiệm chi phí. Họ có thể bỏ thêm chi phí để đầu tư, nhưng với điều kiện là cái lợi nhuận cái doanh thu thu về nó vượt qua cả cái mức mà về cái chi phí họ bỏ ra để đạt cái lợi nhuận cao hơn, thì đấy mới là cái động lực để doanh nghiệp chuyển đổi. Và với cách tiếp cận đấy thì khi mà tôi trình cái quyết định 687 để Thủ tướng phê duyệt ấy, thì cái ý mà ba cái nội dung mà chúng tôi nghĩ là quan trọng nhất. Nội dung đầu tiên đây là cái hỗ trợ về cái hỗ trợ về nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp. Thì cái này thì chúng ta đã biết là cái mạng lưới CE Hub này đang làm rất là tốt, và tôi nghĩ là trong tương lai sẽ còn rất tốt hơn. Nhưng cái ý thứ hai đấy là câu chuyện là cung cấp các cái nguồn hỗ trợ kỹ thuật cho cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện cái kinh tế tuần hoàn. Và cái này thì trong bài của anh Trinh cũng đã nói về cái FTA, nó là một cái động lực kéo. Thế nhưng khổ cái là cho một cái nội dung khác nó liên quan đến các FTA thế hệ mới đấy, đặc biệt là như là Hiệp định Thương mại Tự do CPTPP, EVFTA hay là RCEP, thì đều có một cái chương riêng về hợp tác và nâng cao năng lực, là cái chương mà hầu như tất cả các cơ quan Việt Nam không ai đọc, vì đấy là cái chương mà Việt Nam không phải tuân thủ, mà Việt Nam được quyền đòi các đối tác hỗ trợ kỹ thuật cho mình đấy. Thế nhưng mà các doanh nghiệp, các cơ quan Việt Nam thì, và doanh nghiệp Việt Nam khi nhìn vào các hiệp định này thì chủ yếu lại nhìn là mình phải tuân thủ cái gì, chứ không nói có chương cái những cái chương ngắn để đòi quyền lợi như thế thì rất ít quan tâm. Thế thì cũng phải nói là trong cái đấy thì những yếu tố liên quan đến môi trường trong nhiều lĩnh vực nông nghiệp v.v. là những cái lĩnh vực mà ứng phó biến đổi khí hậu, là những cái lĩnh vực mà người ta có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho mình, nhưng với điều kiện là mình xây dựng được một cái đề xuất phù hợp với cái đấy. Thì đấy cũng là một cái góc mà có thể doanh nghiệp cũng cần cân nhắc, và thông qua hiệp hội, đặc biệt là thông qua đầu mối là Bộ Công Thương, là cơ quan chủ trì về các FTA, để có thể kiến nghị với đối tác. Thì cái này chúng tôi cũng là kiến nghị với nội dung thứ hai. Nhưng cái nội dung thứ ba, mà cái này là cái văn hóa của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, đấy là tháo gỡ cái môi trường thể chế cho doanh nghiệp. Và cái này thì cũng phải nói rất thật, là cũng phải nói tâm sự rất thật, là chúng tôi trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, thế nhưng cộng đồng doanh nghiệp cũng nhìn nhận cái ngay kể cả với luật bảo vệ môi trường thì cũng là đã đưa ra về kinh tế tuần hoàn, nhưng cũng còn những cái vướng. Ví dụ như cái định nghĩa về luật kinh tế tuần hoàn như thế, nó có tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo hay không, là trong cái định nghĩa đấy chưa hề nói đến. Ví dụ ngay kể cả câu chuyện tranh luận về việc kéo dài vòng đời sản phẩm, và nó có thúc đẩy đổi mới sáng tạo hay không, đấy cũng là một cái ý mà doanh nghiệp rất băn khoăn, và đấy cũng là có thể là một cái vấn đề về pháp lý. Vậy chúng ta muốn thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhưng lại kéo dài vòng đời sản phẩm thì doanh nghiệp có động lực hay không? Đấy thì đấy cũng là một cái mà rõ ràng là về mặt kinh tế là chúng ta phải xử lý. Cái vấn đề thứ hai là ngay nghị định 08 thì chúng ta nó có một cái điều 3.139 về kinh tế tuần hoàn, trong đấy còn nói cái mục tiêu liên quan, cái nhiệm vụ liên quan đến kế hoạch hành động quốc gia. Thì trong đấy cũng có một cái rủi ro pháp lý cho các bộ ngành địa phương, đấy là việc các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch hành động của mình để thực hiện cái phát triển kinh tế tuần hoàn, và bộ tài nguyên và môi trường chủ trì xây dựng kế hoạch hành động quốc gia để phát triển kinh tế tuần hoàn. Nhưng mà kế hoạch hành động quốc gia thì lại chỉ đến ít nhất là cuối năm nay mới xong, theo luật là phải cuối năm, theo đề xuất là cuối 2023 mới xong.
trước 31 tháng 12. Thế nhưng mà của các bộ ngành thì về lý lý thì trong nghị định không cấm các bộ ngành địa phương được xây dựng trước. Ví dụ chưa có kế hoạch hành động quốc gia thì các bộ ngành địa phương vẫn có thể xây dựng. Nhưng lại có trong điều 139 lại có một điều là quy định là kế hoạch hành động của các bộ ngành địa phương phải phù hợp với kế hoạch hành động quốc gia. Mà cái kế hoạch hành động quốc gia thì lại chưa có. Đấy, thì ví dụ tôi nói vui như là bài của anh Hồng Quân trình bày ngay ban đầu ấy, anh làm cái đề án cho chỗ Côn Đảo chẳng hạn. Lấy một cái là phui kim bồm tới ra, nhưng mà chẳng may mà đến lúc ngày 31 tháng 12 2023 mà kế hoạch hành động quốc gia nó ban hành mà lại trái với cái kia thì làm thế nào? Thì đấy cũng là một cái mà tôi phải nói là về mặt rủi ro pháp lý. Đấy là một cái mặt đấy một cái rủi ro, một nhóm rủi ro pháp lý khác nữa, đấy là đối với các doanh nghiệp mà bây giờ đã làm rồi và bây giờ chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn thì có thể là còn có quá trình chuyển đổi để làm được, bởi họ đã hoạt động, họ đã có doanh thu và họ có thể tìm cách để chuyển dần dần. Nhưng với những doanh nghiệp mà chuyển đổi một cái mô hình bắt đầu xây dựng mới và họ muốn làm ngay vào kinh tế tuần hoàn thì có làm được hay không? Tôi lấy ví dụ như chúng tôi đã trao đổi với hiệp hội các cái doanh nghiệp làm trong lĩnh vực nông nghiệp chẳng hạn, thì họ bảo luôn là có những cái sáng kiến mà họ tính toán, họ chưa làm thật, nhưng họ tính toán là có thể 100% là không có nước thải, tức là nước nó quay vòng hoàn toàn. Thế nhưng mà vấn đề nó nằm ở chỗ là khi mà trình cái hồ sơ lên ấy, để xin phép cấp phép đầu tư dự án ấy, thì các cơ quan quản lý vẫn bảo là cái phần thiết kế này không có phần thiết kế về nước thải, hệ thống nước thải. Thế thì doanh nghiệp bây giờ hoặc là doanh nghiệp phải chờ để khi sửa quy định, hoặc cách thứ hai là doanh nghiệp vẫn phải đầu tư một cái hệ thống xả nước thải và xử lý nước thải mà họ không cần dùng đến. Đấy, thì đấy lại là vấn đề về kinh tế. Và cho nên để sửa hết các quy định này thì nói chung là theo luật bảo vệ môi trường và theo kể cả đề án của chúng tôi về dài hạn là vẫn phải sửa. Nhưng mà muốn sửa những cái thứ này thì chắc có khi 10 năm xong thì vẫn chưa hết được. Thế thì để tháo gỡ một cái nhiệm vụ ấy, tháo gỡ cái vấn đề đấy cho doanh nghiệp mà để doanh nghiệp làm ngay được, thì chúng tôi cũng đề xuất với Thủ tướng Chính phủ là cho phép xây dựng một cái nghị định về cơ chế thí điểm về phát triển kinh tế tuần hoàn. Thì đấy là một cái một dạng như cái cơ chế về sandbox, tức là trong đấy thì nó tạo một cái điều kiện để doanh nghiệp được có những cái thử nghiệm chính sách để cho doanh nghiệp yên tâm mà có thể làm luôn được, mà trong vòng ít nhất là 5 năm tới mà họ có thể làm luôn mà không bị vướng vào những cái điều luật mà chúng ta đang sửa, ví dụ liên quan đến đất đai, liên quan đến thuế và tín dụng hay công nghệ vân vân. Thì cái đấy thì cũng là một cái mà chúng tôi nghĩ là rất thách thức, nhưng mà hiện tại thì cái ý tưởng mà chúng tôi đang đề xuất và nghiên cứu và chắc là sẽ lấy ý kiến trong thời gian tới, đấy là với thí điểm với ba cái lĩnh vực mà tôi nghĩ là rất nhiều tiềm năng. Thứ nhất là nông nghiệp, thứ hai là năng lượng và thứ ba là vật liệu xây dựng. Thì đấy, hy vọng là trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ có được dịp được tham vấn và được nhận được nhiều ý tưởng đóng góp của quý cộng đồng doanh nghiệp hơn nữa. Xin cảm ơn. Vâng, rất là cảm ơn anh Dương về một cái phần chia sẻ rất là toàn diện vừa rồi. Thực ra cũng chia sẻ với anh Dương cũng như là các quý vị đại biểu ấy, thì khi chúng tôi trao đổi tham vấn với cả các địa phương cũng như là các tổ chức cá nhân ấy, thì hiện nay mọi người cũng đang có những cái sự dấu hỏi là hiện nay thì bên Bộ Kế đầu tư cũng đã trình một cái nó gọi là đề án kinh tế tuần hoàn. Thế còn Bộ Tài nguyên Môi trường thì sắp tới ban hành kế hoạch hành động quốc gia. Vậy thì đề án với cả kế hoạch hành động quốc gia thì địa phương thực hiện theo cái nào? Nếu như nó có những cái sự gọi là inconsistency giữa hai bên thì chúng tôi thực hiện thế nào? Thì đấy cũng chia sẻ với anh, đấy là cái câu chuyện mà chúng tôi cũng, câu hỏi mà chúng tôi cũng nhận được rất nhiều. Đấy. Vâng, và có lẽ là nếu mà thông thường thì chúng tôi cũng phản hồi đơn giản là một bên thì góc nhìn cũng hơi thiên về góc độ môi trường, còn một bên thì cũng nhìn góc độ có nhiều những cái hàm lượng kinh tế ở trong những cái định nghĩa cũng như là cái quan điểm. Vâng, thì cũng chỉ xin chia sẻ thêm như vậy thôi. Có lẽ là một trong những cái điểm mà rất cần thiết khi mà bất cứ một cái sự thay đổi nào thì đấy là nguồn vốn. Xin hỏi chị Phương Anh, hiện đang làm Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam. Quỹ thì cũng đã triển khai hỗ trợ tài chính cho rất nhiều những các cái chương trình dự án. Đấy là việc của quỹ thường xuyên từ trước đến nay. Gần đây thì có một cái nguồn lực từ EPR là một cái nguồn lực rất là rõ. Thế thì chị có thể chia sẻ thêm về cái định hướng các cái kế hoạch của quỹ trong cái thời gian tới. Đấy là ý thứ nhất ạ. Ý thứ hai, ví dụ như cái trường hợp của cái Trà Đình Viên đi, họ cần 120 triệu và họ có thể chuyển dịch hoàn toàn và họ sẽ bỏ được một cái lượng ni lông nhất định mà họ tính toán được đi. Đấy, thế thì đấy có là một cái tiềm năng để mà cho cái nguồn lực từ EPR không? Hiện nay nếu mà giả sử mà họ vẫn giữ nguyên nhé, Trà Đình Viên chắc chắn là theo quy định của EPR ấy, là phải đóng một khoản phí đấy.
Bởi vì cái túi đấy là không thu về được đâu, là phải đóng một khoản phí EPR. Đấy, thì vậy thì nếu mà chuyển dịch thì nó sẽ thế nào, đồng mời chị ạ? Cảm ơn bác tổ chức, xin cảm ơn các anh chị. Đây, thì rất vui là được ngồi ở chỗ này để chia sẻ với các anh chị cũng như là các bạn thêm một số những cái công việc mà Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường hiện tại chúng tôi đang triển khai và thực hiện. Thì Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam chúng tôi là một cái tổ chức tài chính nhà nước, thì chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ đó là hỗ trợ tài chính cho các dự án bảo vệ môi trường trên toàn quốc. Thì đối với cả nhiệm vụ chính của chúng tôi là hỗ trợ dự án, hỗ trợ tài chính. Thì các đồng chí nghe thì cũng đã thấy rồi, chủ yếu là vấn đề tài chính. Thì bao gồm mà chúng tôi có làm cho vay với lãi suất ưu đãi, rồi làm hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, có cả các vấn đề về tài trợ, đồng tài trợ. Trong quá trình hơn 20 năm thì chúng tôi đã triển khai được rất nhiều các hỗ trợ cho các dự án. Thì đối với cả kinh tế tuần hoàn thì mới nhất là luật bảo vệ môi trường cũng như là nghị định 08 cũng đã quy định và có những cái mục tiêu, mục đích cũng rõ ràng và cụ thể hơn. Thì trên cơ sở đó thì Quỹ Bảo vệ Môi trường chúng tôi cũng có một số những cái chương trình cũng như là những cái một số đưa ra một số những cái cơ chế tài chính cũng như là những cái lĩnh vực để ưu tiên hỗ trợ cho các chương trình dự án để đảm bảo về cái việc chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn của các doanh nghiệp. Ví dụ như các lĩnh vực mà chúng tôi ưu tiên như là đầu tư sản xuất điện từ nguồn năng lượng điện gió, điện mặt trời, rồi là các dự án về xử lý cũng như là tái chế cái nước thải, nhất là nước thải đối với các khu công nghiệp, rồi là dự án về những cái chuyển đổi công nghệ định hướng về tiết kiệm năng lượng cũng như là sản xuất sạch, một số những cái dự án tái chế chất thải rắn sinh hoạt để thu hồi năng lượng, các dự án về cơ chế phát triển sạch CDM và một số những cái dự án rất là nhỏ cho những cái việc như là đầu tư những cái xe thu gom chất thải sinh hoạt hay là chất thải rắn, chất thải nguy hại. Thì cái cơ chế tài chính cho những cái dự án này thì chúng tôi cũng thực hiện chung với các cơ chế tài chính chung là có ưu đãi về lãi suất cho vay. Ví dụ như là lãi suất cho vay trung bình của chúng tôi trong 20 năm vừa qua thì khoảng đâu đó loanh quanh là 3% một năm. Và cái lãi suất này thì chúng tôi sẽ cố định trong suốt thời gian hỗ trợ cho dự án. Và dự án này thì trung bình chúng tôi hỗ trợ là lãi suất là thời gian trong trung và dài hạn là từ 7 đến 10 năm. Đối với các dự án thì hiện tại thì các dự án cũng tương đối là hiệu quả. Quỹ chúng tôi là một trong những cái quỹ mà hoạt động rất tốt và hiệu quả. Theo những cái đánh giá mới nhất của gọi là Ủy ban Tài chính của Quốc hội khi mà đi đánh giá các quỹ. Về một cái mới, điểm mới nữa là gần đây thì quỹ cũng được tham gia về việc là đơn vị đầu mối về cái tiếp nhận về cái nguồn lực đóng góp của doanh nghiệp để hỗ trợ triển khai thu gom xử lý chất thải theo quy định về trách nhiệm mà mở rộng của nhà sản xuất, chúng ta hay gọi là EPR đấy ạ. Thì chúng tôi là Quỹ Bảo vệ Môi trường duy nhất thì là tiếp nhận cái nguồn tài chính đó và cũng sẽ là một đơn vị để sử dụng cái nguồn tài chính đó để hỗ trợ cho các chương trình dự án. Thì hiện tại thì quỹ cũng đang cùng một số các vụ của Bộ Tài nguyên Môi trường đang gấp rút hoàn thiện cái thông tư hướng dẫn về quy chế quản lý và sử dụng cái nguồn tiền này. Thì theo đó thì chắc chắn là trong năm 2023 thì chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho các chương trình dự án. Thì trong cái thông tư mà đang dự thảo đấy ạ, thì chúng tôi sẽ trình trong tháng 12 này thì chắc chắn là phải trình để ban hành. Thì các nhà nhập khẩu thì cái tiền đóng góp tài chính từ các nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu này thì chúng tôi đang đề xuất để hỗ trợ cho các động. Thực ra là trong cái nghị định 08 nó rất rõ ràng rồi, cái nguồn tiền nào để hỗ trợ cho các lĩnh vực nào thì nó cũng rõ ràng rồi. Thì đây chúng tôi chỉ nói lại thêm, thứ nhất là tái chế sản phẩm bao bì, thứ hai là hỗ trợ cho các địa phương thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và bao bì bảo vệ thực vật,
Và cái nhiệm vụ thứ ba nữa là ở cái này nó cũng đề xuất thêm một cái nhiệm vụ rất là mới, đấy là cái việc là hỗ trợ cho các chủ đầu tư dự án phát triển công nghệ kỹ thuật ứng dụng sáng chế về xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đấy là ba cái lĩnh vực mà đang đề xuất cụ thể, được triển khai cụ thể trong cái thông tư mà chúng tôi đang làm. Và chắc chắn là trong năm 2023 thì chúng tôi sẽ triển khai cái nhiệm vụ này. Liên quan đến cái câu hỏi của bên về cái hỗ trợ 120 triệu của Trần Viên ấy, thì tôi nghĩ là cái này thì nó nằm trong cái phần được phép hỗ trợ về cái phát triển, cái việc là phát triển cái công nghệ cũng như là ứng dụng những cái sáng chế, áp dụng những cái sáng chế. Thì cá nhân tôi thì tôi thấy là sẽ đơn vị có thể là được đề xuất hỗ trợ. Vâng, khi mà cái thông tư về IPA này được ban hành. Tôi xin hết ạ. Vâng, rất là cảm ơn. Như vậy là chị Phương Anh cũng đã nói rồi, tức là hoàn toàn có thể hỗ trợ được cái 120 triệu đấy. Chúng ta hãy ghi lại cái khoảnh khắc này để về sau có gì chúng ta sẽ hỏi. Vâng, như vậy là vốn cũng đã có rồi, chính sách cũng đã có cái sự chia sẻ rồi. Bây giờ là cái phần về hỗ trợ kỹ thuật. Thế thì khó khăn mà đặc biệt là cho các cái khối startup, là các cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì rất cần, vẫn liên tục cần về mặt tư vấn này, về kỹ thuật này và nâng cao nhận thức cũng như là xây dựng những cái năng lực cơ bản. Thế thì là một cái cá nhân cũng như là cái đơn vị mà làm việc rất nhiều với cái startup ở Huế thì xin hỏi ông Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Thừa Thiên Huế, rằng là cái khó khăn của doanh nghiệp ngoài vốn nhé, vốn thì luôn luôn rồi, và chính sách thì là những cái việc mà tương đối vĩ mô. Thế thì các cái vấn đề khó khăn về mặt kỹ thuật khác ấy là gì? Và ông có thể đưa ra một số cái khuyến nghị. Cảm ơn câu hỏi của anh Vịnh rất là nhiều. Thì lần đầu tiên thì xin kính chào tất cả các anh chị tham dự cái buổi Harvest Day và Connect hôm nay. Trước hết thì tôi cũng thay mặt cho lãnh đạo Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Thừa Thiên Huế, tôi cũng rất bày tỏ sự trân trọng cảm ơn đối với UNDP cũng như Đại sứ quán Hà Lan đã tạo điều kiện và chọn Thừa Thiên Huế chúng tôi là một trong ba cái đối tác để triển khai cái dự án này. Và theo chúng tôi đánh giá thì cái dự án này đến hiện tại thì chúng tôi khá là thành công. Thành công ở chỗ là chúng tôi đã giúp được nhiều doanh nghiệp. Đấy, ít nhất là ở giai đoạn là nâng cao và để cho họ hiểu rõ về cái nhận thức về cái tự công hoàng là gì. Đấy, thì xin trả lời câu hỏi của anh Vĩnh ấy, thì cái khó khăn đối với các startup khi mà họ tham gia vào cái công cuộc là bắt đầu với cái hệ thống là kinh tế tuần hoàn, hoặc là cũng như các SMB hiện tại là họ chuyển đổi kinh tế tuần hoàn ấy, thì có rất là nhiều khó khăn đúng không ạ? Cũng như là cả doanh nghiệp mà nãy giờ cả những người có chia sẻ, nhưng mà qua kinh nghiệm của chúng tôi ấy, chúng tôi thấy cái khó khăn lớn nhất ấy, thì nó cực kỳ đơn giản, đấy là xoay quanh chữ what thôi. Làm cái gì để phù hợp ở đấy ấy, thì có hai thứ. Một là làm gì để phù hợp với thị trường, có nghĩa là cái thứ mà doanh nghiệp họ làm, họ nghĩ đó là kinh tế tuần hoàn, nó phù hợp với doanh nghiệp hay không. Tôi ví dụ như mọi người ở đây chúng ta vẫn thấy cái mô hình là refill đúng không ạ? Có nghĩa là nạp lại đầy một cái thứ gì đấy. Thì tôi ví dụ ở ngoài này mọi người có thể thấy là cái doanh nghiệp Trang Bi của chúng tôi, họ muốn làm refill đúng không ạ? Thì một cái vấn đề là gì? Refill có nghĩa là mình bán cái sản phẩm đấy và đến người tiêu dùng. Người tiêu dùng họ sau khi dùng cái chai xong, họ rửa sạch, họ đem đến, họ refill lại. Thì vấn đề là liệu rằng người tiêu dùng, khách hàng, cái tiệm khách hàng chúng ta, họ có nghĩ rằng cái cách làm đó hay không, hay nói cách khác là họ có đồng ý với cái ý tưởng mà doanh nghiệp đưa ra hay không. Đấy, cái vấn đề này là tí nữa tôi sẽ nói liên quan đến cái khuyến nghị. Đấy, thì có nghĩa là cái vấn đề doanh nghiệp đưa ra liệu nó có phù hợp với cái tệp khách hàng mà chúng ta đang nhắm đến hay không. Cái vấn đề thứ hai trong cái phù hợp của tôi đó là cái phù hợp với cái sản xuất, cái quy trình, cái kinh doanh, cái dịch vụ doanh nghiệp hay không. Có nghĩa là đã là startup khi chúng ta khởi động một cái mô hình kinh doanh thì chúng ta luôn luôn là, nếu chúng ta nói là chuyển đổi mô hình, chúng ta phải rethink lại xem thử là quy trình sản xuất của chúng ta cái nào sẽ là đúng với kinh tế tuần hoàn, cái nào là không đúng, đúng không ạ? Và khi chúng ta chọn một trong những cái để chúng ta nói là kinh tế tuần hoàn chúng ta theo ấy, thì liệu chúng ta làm cái gì? Đấy, thì tóm lại ý đầu tiên của tôi là cái khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp vẫn là what, làm cái gì, làm gì để phù hợp với thị trường, làm gì để phù hợp với chính bản thân người sao của chúng ta.
liên quan đến thứ hai của anh Vân là một số khuyến nghị. Thực ra thì tôi cũng giảm quyền làm là đến chia sẻ khuyến nghị đó. Bởi vì thực ra là cái vấn đề kinh tế tuần hoàn đối với Huế, đối với sinh hợp chúng tôi và thậm chí đối với thưa thế Huế chúng tôi á, thì rất là chân thành cảm ơn UNDP đã tạo điều kiện kết nối chúng tôi thực hiện cái này và bắt đầu làm với UNDP từ đúng luôn là tháng 12 năm ngoái. Hôm nay Facebook của tôi vừa nhắc lại một cuộc hội thảo năm ngoái làm về đúng chỗ anh Vân luôn, là về cái nhận thức về kinh tế tuần hoàn. Rất là ý nghĩa. Đấy. Thì khuyến nghị thì tôi không giảm khuyến nghị, nhưng mà chúng tôi có cái đề xuất như này. Đề xuất này là chia sẻ thật với các anh chị là tôi cũng đúc rút từ kinh nghiệm chúng tôi làm. Hiện tại chúng tôi đang xây dựng một cái mạng lưới kinh tế tuần hoàn thưa thiên Huế, cũng đang được hỗ trợ rất là lớn bởi mạng lưới kinh tế tuần hoàn thưa Việt Nam. Thì chúng tôi thấy có một cái mô hình mà khi mà cả, tôi nghĩ là các địa phương hay các đơn vị mà muốn xây dựng và muốn làm cái gì đó để hỗ trợ cho startup liên quan đến cái nhóm cái mạng kinh tế tuần hoàn thì có một mô hình, đấy là mô hình SIC, tôi gọi là tên SIC, chữ SIC, S là gì? Solution, có nghĩa là cả cái chính quyền và cái đơn vị tổ chức hỗ trợ phải có cái vai trò cực kỳ lớn trong việc là có khả năng kết nối không, kết nối cái giải pháp để giúp doanh nghiệp họ làm được cái đấy. Tôi lấy ví dụ hiện tại ở chúng tôi có chị Trang Mỹ tí nữa chị có chia sẻ thì chị muốn làm cái mô refill. Và tôi, bản thân tôi là tôi Huế nó mới chúng tôi có khả năng để kết nối những ai để cùng tham gia cùng với sao. Bây giờ công nghệ refill chúng tôi khẳng định luôn chúng tôi có, chúng tôi biết. Khi mà chuyển đổi sang cái refill thì đòi hỏi là phải có cái chai lò nó phải đủ chất lượng bởi vì nó sử dụng nhiều lần. Tôi có khả năng tôi kết nối với cái ông nhà sản xuất có cái sản xuất ra cái chai PDA không? Đúng, ví dụ như vậy. Để mà có thể thì cái này là cái khả năng liên quan đến cái một cái gọi là một hệ sinh thái ecosystem liên quan đến các cái nhân tố để chúng ta phải là người có khả năng kết nối để giúp doanh nghiệp. Và tôi nghĩ chính quyền cũng làm ngang đấy thôi. Không cần phải thật luôn lớn phần phải cho tiền doanh nghiệp đâu. Doanh nghiệp họ tự có tiền, họ tự xoay được. Vốn nóng khó. Thực sự chúng ta nói thiếu vốn nhưng vốn nóng khó. Hiện tại angel capital investor rất là nhiều. Ở liên quan đến cái thứ hai mà gọi là chính quyền hay là các cái đơn vị hỗ trợ có thể làm chữ IS, investor. Có nghĩa là chúng ta phải collect được, chúng ta phải kết nối được những nhà đầu tư họ có sẵn sàng. Ở đây tôi không gọi là cho tiền doanh nghiệp, tôi gọi là hợp tác với doanh nghiệp để làm. Vì rõ ràng nhà đầu tư bây giờ thực sự chúng ta thấy là thế giới nó rất là nhiều tiền. Và vấn đề là nhà đầu tư, thậm chí tôi có tiền đi. Vấn đề là tôi đầu tư cho ai? Đầu tư cho ai để tôi thấy có lợi nhuận? Thậm chí là chúng ta có những khoản tiền mà đầu tư chỉ không cần lợi nhuận mà nó có tác động sâu là được. Đúng không ạ? Vấn đề thứ ba là chữ C, communication. Cái truyền thông cực kỳ tốt. Cái truyền thông thì rõ ràng là chúng ta thấy nó rõ luôn. Là cái truyền thông nó ảnh hưởng đến cái vấn đề là cái khách hàng chúng ta họ có chấp nhận với cái ý tưởng, cái dự án, cái vấn đề mà doanh nghiệp đưa ra hay không. Thì nó lại xoay lại nó là vấn đề nó giúp cho chúng ta giải quyết được cái ý tưởng mà khó khăn nhất mà lúc nãy tôi nói á. Để là làm gì nó phù hợp với thị trường không. Thì chúng ta cái communication chúng ta liên quan đến kinh tế tuần hoàn nó phải chuẩn, nó phải thống nhất và nó phải thực sự bài bản. Nhưng mà nó phải đơn giản. Đơn giản ở chỗ nó phải educate được người dân, nó phải educate được thị trường. Ví dụ tôi quay lại vấn đề là refill lúc này á, thì tôi nói là làm ra cái đấy thì liệu là tệp khách hàng chúng ta họ có khả năng họ chấp nhận là tôi dùng cái chai xong, chai xà phòng xong đúng không ạ, tôi rửa, tôi đem đến lại để tôi refill không? Thì cái này nó phải liên quan đến cái communication của các tổ chức, các đơn vị của chính quyền. Thì cũng chia sẻ với cả anh chị là hiện tại ở Huế Innovation Hub chúng tôi thì đang vận hành như lúc nãy tôi chia sẻ đấy là cái Huế Circular Economy Hub. Thì hiện tại chúng tôi vẫn đang bám theo những cái mà chúng tôi vừa chia sẻ đấy, cái mô hình SIC đấy. Thì cũng nếu mà tất cả các anh chị trong chúng ta tham dự hôm nay, chúng ta có thể kết nối. Bởi vì như lúc này anh Vân hoặc là trước đó là anh Chính, chủ chính có chia sẻ đấy, kinh tế tuần hoàn, rõ ràng chúng ta không thể làm một mình. Mà chúng ta phải có sự bắt tay, đưa tay ra để bắt tay và kết nối. Thì cái này là một cái cực kỳ quan trọng. Xin cảm ơn anh Vân. Vâng, rất là cảm ơn. Cảm ơn ông Hải. Trong cái phần trước thì chúng ta đã nghe cái chia sẻ rất nhiều từ phía doanh nghiệp. Thì trong cái panelist ngồi đây thì xin nghe một cái sự chia sẻ nữa từ một phía, từ một đơn vị, đấy là Chợ Tốt. Chợ Tốt thì là đơn vị, là một cái sàn giao dịch điện tử chuyên mua bán trao đổi các cái sản phẩm hàng hóa, đấy, hàng tiêu dùng, rồi các cái đồ. Thì Chợ Tốt trong thời gian vừa qua cũng đã triển khai cái chương trình là Chợ Tốt hướng đến kinh tế tuần hoàn. Và sở dĩ chúng tôi mời Chợ Tốt đến đây bởi vì họ cũng đã có được những cái kết quả cân đong đo đếm và có được những cái indicator cụ thể mà rất là mong muốn nghe được chia sẻ từ phía Chợ Tốt. Xin mời Xuân ạ. Cảm ơn anh Vĩnh.
Xin chào mọi người, em là Minh Xuân, em đến từ Chợ Tốt. Và hôm nay em rất vui khi mà được có mặt ở đây và được tiếp xúc với lại các anh chị doanh nghiệp. Và cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà càng ngày càng có nhiều doanh nghiệp họ đặt cái vấn đề về sustainability và circular economy ngay trong nội tại cái core của sản phẩm của họ để có thể hướng tới cái sự phát triển bền vững. Về Chợ Tốt á, thì Chợ Tốt cũng là một cái mô hình như vậy, là đặt cái việc là circular economy ngay trong nội tại của sản phẩm của Chợ Tốt và trong chiến lược phát triển kinh doanh của Chợ Tốt. Thì trong những năm qua, Chợ Tốt cũng như là tập đoàn mẹ của Chợ Tốt là Carousel đã luôn thúc đẩy cái chuyện là mua bán đồ đã qua sử dụng để tăng vòng đời của tất cả các sản phẩm, nhằm mục đích là hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là mục tiêu phát triển số 12, sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm. Trong đó có việc là sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và giảm thiểu rác thải ra ngoài môi trường. Và đó cũng là một cái nguyên tắc đầu tiên của nền kinh tế tuần hoàn. Và hiện tại ở trên Chợ Tốt thì mỗi tháng có hơn 1 triệu món đồ được thanh lý mỗi tháng. Và cứ trung bình mỗi năm nhờ cái việc là kéo dài cái vòng đời sản phẩm như vậy thì Chợ Tốt giúp giảm thiểu ít nhất là 500.000 tấn CO2 thải ra ngoài môi trường. Và cái con số này các anh chị có thể hình dung nó tương đương với việc là mình giảm thải cái số lượng khí thải khi mà mình ngừng tất cả các hoạt động giao thông ở thành phố Hà Nội trong vòng 21 ngày. Đó là chưa kể nhờ cái việc tái sử dụng, nó có thể tiết kiệm được hàng ngàn tấn thép, tấn nhôm và tái sử dụng được hàng ngàn tấn nhựa. Thì hiện tại Chợ Tốt cũng như là Carousel đã bước qua tuổi thứ 10, và trong suốt một thập kỷ qua thì cái số lượng mà Chợ Tốt cũng như là người dùng Carousel ở 7 cái đất nước khác thuộc Đông Nam Á cũng như là Hồng Kông và Đài Loan đã giúp tái chế hàng triệu triệu món đồ. Và chỉ tính riêng là đồ thời trang thôi là có khoảng 76 triệu món đồ thời trang đã được tái sử dụng thay vì là thải ra ngoài môi trường. Và 76 triệu món đồ thời trang này nếu mà mình chia cho đầu người á, thì nó sẽ đáp ứng được nhu cầu trang phục của 70% dân số Việt Nam. Rồi một cái mặt hàng khác mà rất là được ưa chuộng trong cái chuyện là mua bán trao đổi đồ cũ đó là điện thoại. Thì trong suốt một thập kỷ qua thì Chợ Tốt cũng như là người dùng Carousel đã giúp cho 34 triệu thiết bị điện thoại nó được tái sử dụng. Và nếu như mà xếp chồng những cái thiết bị điện thoại này, chỉ tính riêng iPhone S thôi, thì có thể tạo ra một cái tòa tháp mà nó cao gấp 10.000 lần cái tòa nhà cao nhất Việt Nam, đó là Landmark 81. Thì đó là câu chuyện một thập kỷ qua. Vậy thì một thập kỷ tới, hướng tới thì Chợ Tốt cũng như là Carousel có thể làm được gì? Khi mà chúng tôi nhìn lại thì chúng tôi thấy là mình cần phải làm nhanh hơn, tại vì cũng không còn thời gian nữa. Năm 2020 thì chúng ta thấy là Việt Nam là ở trong một cái năm mà khí hậu khắc nghiệt nhất trong lịch sử. Và cái năm mà và nếu như mà chúng ta cứ cứ tiếp tục mà tiêu dùng quá mức và sản xuất không có trách nhiệm á, thì đến năm 2050 thì chúng ta lại cần tới 3 cái trái đất mới có thể là đáp ứng nguồn tài nguyên tới lúc đó. Nhưng mà làm gì có 3 trái đất cho chúng ta, đúng không? Thành ra đó là lý do mà Chợ Tốt mong muốn được kết nối nhiều hơn với các doanh nghiệp, làm việc sâu sát hơn với phía UNDP, với CE Hub để có thể là cùng đi cùng nhau và đi xa hơn trong cái chặng đường mà hướng tới sự phát triển bền vững. Và Chợ Tốt là một cái marketplace, là một cái nơi mà kết nối giữa người mua với người bán, và hơn thế nữa là một cái nơi mà kết nối giữa cái demand với cái supply, cái nguồn cung với nguồn cầu. Thì ngoài cái câu chuyện là mua bán đồ cũ, thật ra là có thể kết nối được rất nhiều mảng khác nhau. Và nó cũng là một cái nền tảng để cho thấy là trong cái chặng đường sắp tới, Chợ Tốt sẽ đóng vai trò là một cái bên trung gian để có thể kết nối nhiều hơn những cái nguồn lực mà cùng đang hướng tới cái mục tiêu chung. Xin cảm ơn các anh chị. Vâng, rất là cảm ơn chị Xuân. Chúng ta có thể hiểu nôm na là một cái sản phẩm thì bình thường ra kết thúc vòng đời sử dụng, nếu như chúng ta sang tay được một cái người chủ sở hữu khác thì như vậy là đã kéo dài vòng đời sản phẩm, và một mặt thì đã hạn chế một cái sản phẩm mới phải sản sinh ra để đáp ứng cái nhu cầu đó. Thế thì với cái sự tính toán như vậy thì Chợ Tốt cũng đã tính toán lên được một cái con số, và đây cũng là cái ý tưởng mà hiện nay UNDP chúng tôi chắc là sắp tới sẽ trao đổi với chỗ anh Thành kỹ hơn đấy,
là về sẽ hướng đến một cái gọi là marketplace, nhưng mà không phải cho gọi là normal commodities, mà hướng đến nó gọi là secondary, tức là thị trường nguyên liệu thứ cấp. Một công ty A và sau khi sản xuất thì đưa ra, có thể phát sinh ra một số những cái sản phẩm phụ, và sẽ có một cái thị trường nguyên vật liệu thứ cấp, sản phẩm phụ này, hay là những cái đầu ra mà chúng ta chưa gọi là chất thải, chưa gọi là chất thải ngay, bởi vì chất thải thì đôi khi nó lại là một số những cái vấn đề khác, chưa gọi là chất thải thì đã có cái nhu cầu từ cái đơn vị khác rồi. Và nếu như một cái online marketplace mà được vận hành bởi một cái đơn vị mà đủ khả năng, ví dụ như là như Chợ Tốt đang vận hành cái Chợ Tốt.vn đấy, cái app đấy, thì hiện nay với cả 10 triệu user, và bất cứ một cái sản phẩm hay một cái secondary material mà được post lên và người mua có thể người bán gặp nhau ngay, thì nó rất là đúng với cái quan điểm gọi là close the loop, là đóng cái vòng tuần hoàn. Vâng, và cái phần các cái câu hỏi cũng đã được cơ bản cũng đã được trả lời bởi các thành viên trong trên panelist. Thế rất mong để mà chuyển nhanh sang phần tiếp theo thì có lẽ là xin mời các cái thành viên tiếp tục ngồi đây, và chúng tôi trân trọng là mời các quý vị đại biểu, các cái thành viên của CH, ở đây có rất nhiều ạ, những người chưa ý kiến như anh Sơn ở bên Dow Chemical này, bên CL2B cũng đang vận hành những cái chương trình rất là có ý nghĩa về kinh tế tuần hoàn ở khu vực Việt Nam. Rất là mong là chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho các panelist ngồi đây, hoặc là chia sẻ từ phía các anh các chị, hoặc là câu hỏi cho những cái phần trình bày trước đây, như chị Hà trước đấy là cũng có giơ tay nhưng mà chưa cũng đang hết thời gian. Vâng, xin mời các anh các chị ạ. Trước khi có cái câu hỏi ở dưới thì cũng may có Dow Chemical ở đây, vì nó liên quan đến cái gợi ý của anh vừa rồi về cái chỗ là thực ra cách đây 3-4 năm ấy, Dow Chemical đã tài trợ cho VCCI làm một cái survey và muốn đề xuất một cái gọi là wet exchange market, tức là muốn xây dựng một cái hệ thống platform ở Việt Nam để trao đổi các cái chất thải xuất phát từ cái nhập khẩu phế liệu rồi vân 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 vân. Và cũng liên quan đến cái việc mà như chị Chợ Tốt vừa đề cập, tức là cái nếu như mà thực hiện kinh tế tuần hoàn ấy thì chúng ta thực hiện từ lâu rồi, chúng ta nhập khẩu các cái linh kiện thiết bị điện tử từ second hand từ Nhật Bản về đây đó, sau đó nó bị cấm vì là chất thải nguy hại. Và kế nữa, Dow Chemical làm cái survey đó, các quý vị có thể search cái report của họ ở trên website do VCCI đứng ra tổ chức thực hiện đó, thì sao nó vướng về cái quản lý, quy định về quản lý chất thải. Và kế nữa là chúng ta cũng giống như ngày đầu tôi ở đây cùng với cả anh Bái UNIDO về tiếp cận sản xuất sạch hơn. Không ai hiểu thế nào là sản xuất sạch hơn cả. Vì chúng ta cũng lại đang nói về kinh tế tuần hoàn, sẽ mỗi người hiểu một kiểu. Chúng tôi ngày xưa có người gọi điện đến để hỏi là ở đây là trung tâm sản xuất nước sạch à, hay là trung tâm sản xuất gạch à, vân vân và vân vân. Thế thì bây giờ kinh tế tuần hoàn cũng vậy. Báo cáo là tôi được tham gia một cái hội đồng phê duyệt cái dự án của thành phố Thiên Tân của Trung Quốc, cái quy hoạch của nó, và với ngân sách tài trợ của Asia, tức là ASEAN. Thế thì cuối cùng là gì? Người ta nói rằng là chúng tôi thiết kế là tuần hoàn nước của thành phố ấy bằng tự nhiên, tức là chúng tôi xả ra sông và chúng tôi lại lấy tờ vào sông. Vậy thì chúng ta bây giờ cũng phải đặt cái khái niệm là cái vòng tuần hoàn của chúng ta, nếu như mà chỉ đóng cứng vào ấy trong một cái doanh nghiệp á, thì nó lại là một cái, hôm trước tôi có nói là với cả nhân viên của tôi ấy, nếu mà em mà vẽ cái vòng tuần hoàn của ngành dệt may thế này ấy, mà gặp phải một anh trong nhà máy ấy, thì anh sẽ bảo là gì? Đây không phải là vòng tuần hoàn, đây là vòng gọi là chu trình sản xuất, bao giờ nó cũng đi từ nguyên liệu cho đến các cái công đoạn này, nó đi ra như này. Và nếu mà em học về phương pháp luận sản xuất sạch hơn ấy, thì nó bắt buộc nó phải đi như thế, chứ nó không thể đấy gọi là mô hình kinh tế tuần hoàn được. Vậy thì liên quan đến cái câu hỏi của anh Vĩnh
là giữa cái đề án của Bộ Kế hoạch Đầu tư và cái kế hoạch của Bộ Tài nguyên Môi trường ấy, tôi nghĩ rằng là cái Bộ Kế hoạch Đầu tư người ta sẽ rộng hơn vì nó liên quan với kinh tế và nó cần phải gắn với lưu thông. Đấy, và cái mô hình kinh tế thì nó sẽ không thể đóng cứng vào trong một đơn vị. Nếu không có thì nó sẽ thành nền kinh tế tự cung tự cấp. Đấy. Thế còn nếu như cứ bám chặt vào kinh tế tuần hoàn mà lại chỉ ấy và quay vào tái chế mấy zero waste ấy, thì nó lại là tái chế chất thải. Cho nên là tôi vẫn thiên về cái kinh tế tuần hoàn mà nó phải mở. Nó phải có trao đổi giữa các quốc gia với nhau và nó giữa các doanh nghiệp với nhau thì mới có cái gọi là dòng trao đổi đấy thì nó mới đảm bảo được sản xuất về 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 quy mô công nghiệp. Chứ nếu không có thì sẽ mình có về mặt lý thuyết thì mình có thể gọi là zero waste được. Nhưng mà các sản phẩm nhánh ấy ra mình sẽ không đáp ứng được cái quy mô để đủ bán hay là, thì đấy là những cái mà chia sẻ của tôi nó gắn với cái đặt vấn đề của anh Vĩnh. Vâng, rất là cảm ơn anh Thành ạ. Vâng, xin mời các quý vị đại biểu. Anh có cả anh Thành ở bên Đại học Kinh tế Quốc dân đây cũng tham gia rất là nhiều. Vâng, mời anh Sơn được nhắc tên lên hai lần rồi. Vâng ạ. Trước tiên là xin cảm ơn UNDP đã tổ chức buổi gọi là Harvest Day rất là hữu ích. Đao cũng là thành viên của Circle Economy Hub thì hôm nay tham dự rất là vui được lắng nghe rất là nhiều các cái mô hình như là các cái ý kiến khác nhau. Thì đối với Dow thì công ty của chúng tôi thì cũng có cam kết rất là lớn về phát triển bền vững và không chỉ là có cam kết mà thực hiện rất là cụ thể. Thì cũng đã có một vài những cái dự án cụ thể để chứng minh được cái mô hình kinh tế tuần hoàn. Như các anh nói là một trong những cái dự án đấy là chúng tôi biến cái rác thải nhựa dẻo mà bao bì, túi ni lông shopping bag này thì thay vì là chôn lấp thì sẽ là một cái vật dụng để thay thế cho 8% của nhựa đường. Khi mà xây dựng được mà chúng tôi đã thử nghiệm ở khu công nghiệp Pepsi từ năm 2019 thì gần đây thì cái mô hình này nó gần như là nó rất là khả thi và cũng rất là mong muốn được mở rộng ở Pepsi. Mà nhân cái cơ hội này ở diễn đàn này thì tôi cũng chia sẻ là nó cũng gặp một vài khó khăn thì ở địa phương, ở Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thì họ chưa thấy có một cái quy định nào mà chúng tôi chiều theo cái đánh giá cái chất lượng của con đường đấy thì so với lại chất lượng của thông thường đấy nó còn tốt hơn cơ. Thì chúng tôi chứng minh bằng mặt về mặt kỹ thuật, về khoa học, nhưng mà về mặt pháp luật, những văn bản ấy thì chưa có, mặc dù là cũng khuyến khích mô hình kinh tế tuần hoàn đấy nhưng mà nó cũng chưa có một cái cơ chế cũng như là một cái chính sách cụ thể thì chúng tôi đang gặp rất là khó khăn. Mong muốn rằng là sẽ được thử nghiệm nhiều hơn nữa và đánh giá nó được mở rộng hơn trước khi để chứng minh được cái mô hình này. Và tham vọng chúng tôi là mong muốn nó phát triển ra, nó không phải là một cái tiêu chuẩn mà là một cái hướng dẫn để các cái doanh nghiệp khác và các đơn vị khác, các bên liên quan khác có thể ứng dụng được. Bởi vì chúng tôi cũng rất là mong muốn được cái mô hình này nó thể, và cũng rất là vui là được bên CM này, bên chỗ Expandre thì cũng đang xây dựng cái kế hoạch cũng như là cái thử nghiệm, cái sandbox như là anh Dương đã chia sẻ. Thì nhân cái cơ hội thì, tham dự này thì tôi cũng rất là mong muốn được trao đổi nhiều hơn nữa sau cái buổi hôm nay với lại bên chỗ CM và các đơn vị liên quan. Vâng, xin hết ạ. Vâng, cảm ơn anh Sơn. Thực ra là đứng ở khía cạnh làm phát triển thì nếu như mà chúng ta có được một cơ chế sandbox thì thực sự là một cái, chúng tôi cũng phải nói là một cái niềm mong mỏi. Bởi vì rằng là bây giờ lại quay lại cái ví dụ của anh Sơn nói, Dow đã làm một con đường từ nhựa low value plastic, tức là nhựa chất lượng thấp ấy, mà bình thường ra cái nhựa đấy chỉ có đổ đi thôi, nhưng mà đã làm thành một con đường mà thậm chí còn tốt hơn. Nhưng mà Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng hay là Bộ Giao thông Vận tải chắc chắn là không dám làm tiếp. Bởi vì sao? Chưa có quy định, chưa có quy chuẩn, làm sao mà bây giờ cơ chế nào, rồi là định mức đơn giá kỹ thuật làm con đường. Từ xưa nay là có nhựa đường, có đá, có sỏi, có thứ hết rồi, nhưng bây giờ lại phải là định mức sang là nhựa tái chế, mua ở đâu, bao nhiêu tiền. Động đến cái đấy là dân, cái người kỹ thuật là đã nản rồi,
đã gần như là thôi rồi. Đấy, mặc dù là pilot thành công, thế nhưng mà từ pilot đấy để mà lên thành một cái practice trong thực tế, hay là con đường của Dow Chemical, hay là cái nhà mà cũng từ lâu cũng từ nhựa chất lượng thấp làm hẳn gạch đấy, làm hẳn nhà đấy, nhiều đơn vị rồi, nhưng mà cứ loanh quanh bảo là khi mà chào đến cái cơ quan quản lý, bởi vì những cái đấy là lại liên quan đến đầu tư công, là phải nguồn ngân sách nhà nước là chính, làm đường, làm nhà, làm hạ tầng. Thế thì vậy thì họ lại phải chịu theo đâu quy chuẩn đâu, rồi là quy chuẩn chất lượng đâu, thì vẫn là cái câu chuyện rất là cần phải thúc đẩy tiếp theo. Vâng ạ, mời các đại biểu khác ạ. Vâng, mời chú Bái ạ. Vâng ạ, một lần nữa thì rất là cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn UNDP và các đối tác đã tổ chức một cái chương trình rất là hữu ích. Và tôi thì được nghe rất nhiều các bài trình bày về các cái mô hình kinh tế tuần hoàn đã được triển khai trên thực tế và các doanh nghiệp đã áp dụng và có những kết quả nhất định. Thì trong đấy tôi cũng ấn tượng với hai cái mô hình. Thứ nhất là mô hình của trà Định Viên, đúng không ạ? Xin lỗi nếu mà tôi có phát biểu sai cái tên của cái thương hiệu. Và cái mô hình thứ hai là của Carafood, thì tôi xin phép có hai cái câu hỏi. Tuy nhiên là cái câu hỏi về trà Định Viên thì tôi lại muốn đặt cho các chuyên gia về kinh tế tuần hoàn ở đây. Cụ thể là có thể là cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh hoặc là cho anh Dương ở bên CM. Thì tôi thấy rằng là cái mô hình này thì rõ ràng là có cái sự chuyển đổi trong cái việc là sử dụng một cái nguyên vật liệu thay thế nhựa. Đấy là sử dụng cái màng ni lông phân hủy sinh học được thay cho một cái màng ni lông thông thường để trong cái việc là đóng gói trà. Thì tuy nhiên tôi có một cái thắc mắc rằng liệu đấy đã phải là mô hình kinh tế tuần hoàn hay chưa, khi mà chúng ta mới chỉ là chuyển đổi từ một cái vật liệu này sang một cái vật liệu khác. Như thế nào là những cái tiêu chí mà các anh chị cho rằng là nó là sản phẩm kinh tế tuần hoàn? Ví dụ như là trong cái mô hình trà Tịnh Viên, nếu là cái quan sát của tôi thì tôi cho rằng đấy chưa phải là tuần hoàn. Nó chưa có cái sự giao thoa giữa cái việc là chúng ta sử dụng những cái nguyên liệu có cái khả năng tái tạo hơn. Nó chỉ thực sự ở đây tôi chỉ thấy là chúng ta đâu đấy chúng ta giảm thiểu cái việc sử dụng những cái nguyên liệu không thể tái tạo được thôi. Thế nhưng mà những cái tiêu chí khác, ví dụ như là hạn chế giảm thiểu phát thải, hạn chế giảm thiểu những cái tác động ra môi trường, chúng ta đánh giá được chưa? Hay là những cái yếu tố khác nữa? Thế thì tôi muốn đặt câu hỏi rằng là liệu mô hình trà Định Viên, theo ý kiến của các anh chị là các chuyên gia, cụ thể là cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Trinh và cho anh Dương ở Viện CM ạ, là theo ý kiến của hai chuyên gia thì đấy đã phải là được một mô hình kinh tế tuần hoàn hay chưa? Thì đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là với Carafood thì xin hỏi trực tiếp cho chị đại diện của Carafood ạ. Tôi rất là ấn tượng với cái bài trình bày của chị và thấy rằng là chị cũng đang đưa ra được những cái sản phẩm nó rất là hữu ích. Nó không chỉ có những cái tác động về mặt kinh tế đâu mà nó có những cái tác động về mặt xã hội nữa. Thì khi mà chị đưa ra các cái danh mục sản phẩm như thế thì tôi có một cái thắc mắc rằng là liệu đây là một câu trả lời chị có thể, nếu mà không thuận tiện thì chị có thể không trả lời cũng được. Đấy là tôi thấy chị nêu ra rất nhiều các cái sản phẩm, ví dụ một quả xoài, chị sản xuất ra được là xoài khô đúng không ạ, xoài dẻo. Từ cái hạt của xoài thì chị ra làm cái sản phẩm để xịt dưỡng tóc, từ cái vỏ xoài chị cũng ra enzyme rồi các thứ. Thế vậy thì liệu một cái doanh nghiệp của chị có sản xuất được tất cả các cái danh mục sản phẩm mà chị đã kể hay không? Và tương tự với những cái sản phẩm như Thanh Long, bởi vì tôi nghĩ rằng nếu mà một cái doanh nghiệp như của chị, tôi không biết quy mô về cái doanh nghiệp là như thế nào, thế nhưng nếu một cái doanh nghiệp mà có thể đưa ra thị trường được một cái danh mục nó đa dạng như thế thì thật sự là rất ấn tượng. Và tôi nghĩ rằng là ở đây nó không phải chỉ là cái câu chuyện là chị đã có những cái sáng tạo trong sản xuất, mà cái khả năng quản lý quản trị của chị để có thể đưa ra được, thương mại hóa được những cái sản phẩm đấy ra thị trường, thì đấy là một cái bài học mà tôi nghĩ rằng là nó có giá trị hơn nữa khi chị có thể chia sẻ được với các cái doanh nghiệp khởi nghiệp hay là những cái doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Thì đấy là một cái câu hỏi mà tôi cũng muốn là chị làm rõ hơn để tôi hiểu và cũng có thể là chia sẻ với một số các cái doanh nghiệp ở đây. Thì đấy là hai câu hỏi và xin cảm ơn ạ. Vâng, câu hỏi rất là sâu sắc. Một cái cốc giấy với cả thay thế cho một cái cốc ni lông, chứ chắc cái nào đã là môi trường xanh hơn. Vâng. Trước hết tôi nói thế này, trả lời và cùng thao luận đôi hôm nay ta đi từ vĩ mô đến vi mô nhé. Còn câu hỏi đầu tiên để mà trả lời câu của chị, chưa phải là mô hình kinh tế tuần hoàn, mà dùng cái từ nó là tiếp cận mô hình kinh tế tuần hoàn. Được chưa?
Vâng ạ. Và từ khi bắt đầu là tôi cũng được cái là khi mà tôi còn nguyên viện trưởng là được bộ trưởng giao trực tiếp cho cái việc trước hết là đưa vào chủ trương, và sau đó tôi làm cái chương công cụ kinh tế và đưa cái này vào, có anh Vinh biết đấy, thì là có một dưới tôi có một hệ thống của cả FC là kinh tế môi trường. Thế đây tôi nói này này, cái câu chuyện này không mới đâu, mà tôi đã dạy trước 2003 và đến 2003 tôi thấy chắc chắn rồi, ở Đại học Kinh tế Quốc dân tôi đưa giáo trình. Và nếu mọi người có điều kiện, và khi tôi đang là thành viên của Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương lần trước ấy, thì tôi đã viết cái này, và khi tôi viết thì đồng chí chủ bút của tạp chí Cộng sản nói là bài của anh họ xem rất nhiều, họ để rất nhiều, vì tôi lấy cái mô hình của Ben đi. Và cái này lúc đấy tại sao lúc nãy tôi nói Hà Lan và phương Tây ấy, là vì tôi được học từ Thụy Điển, từ tưởng các thứ, họ đã đưa cái tài liệu ấy, và chắc chắn và khẳng một điều đó là ý của anh nói là đúng, nó là cả cái vòng này là nature environment và inside ấy, là input, tức là đầu tiên là raw material, nó quá trình vào một quá trình product, quá trình consumer, rồi mà nó ra một cái điểm dừng ấy nó gọi là tạm thời chất thải, có loại quay trở về từ sản xuất, có loại sau tiêu dùng quay trở về sản xuất, còn loại mà cái RPD mà tôi chứng minh trong ấy thì chính là cái ra môi trường, và nó dựa trên cái định luật bảo toàn vật chất và năng lượng. Thế thì bây giờ mô hình kinh tế tuần hoàn, tôi rất đồng ý với lại anh Vĩnh vẫn trăn trở với tôi là Bình Trinh, bây giờ cái vấn đề là tiêu chí như thế nào, chưa có tiêu chí, chưa khẳng định được. Còn về vĩ mô nó có ba cái nhóm tiêu chí thôi, hiện nay chúng ta mới nói cái tiêu chí đầu tiên mà người ta muốn nói, tức là giảm được cái tài nguyên đầu vào so với mô hình cũ, được chưa. Tiêu chí thứ hai là anh kéo dài được vòng đời sản phẩm, chất lượng ấy. Và cái tiêu chí thứ ba là giảm thiểu được chất thải ra so với cái ban đầu. Thôi ta cứ tạm gọi như thế. Và bây giờ rõ ràng sau này muốn ưu đãi, muốn có chỗ chị Phương Anh cho vay không ấy, là chị phải dựa vào tiêu chí. Đấy là mô hình kinh doanh tuần hoàn chưa? Đúng không? Thì đấy là cái mà hiện nay đang mắc. Và hôm nay tôi nói thật là các nhà chính sách, các nhà doanh nghiệp ở đây chúng ta phải xây dựng cái đấy. Mảng vĩ mô bao gồm tổng thể quốc gia, nhỏ hơn nữa trong một đô thị, nhỏ hơn nữa trong một khu công nghiệp, nhỏ hơn nữa trong một doanh nghiệp, trong doanh nghiệp thì từng công đoàn, cho nên nó mới vẽ ra nhiều cái vòng tròn mà ta cứ dùng rối rối ấy. Thì đấy chính là cái mà chúng tôi muốn nói là đúng không. Ví dụ tôi xuống nhà máy bia thì rõ ràng là chất thải rắn của họ là cái chất hữu cơ họ tuần hoàn hết rồi, nước thải họ tuần hoàn mỗi một phần thôi, còn một thứ khác chưa tuần hoàn. Thế thì bây giờ chúng ta chưa có tiêu chí, vậy ta nên dùng cái từ. Và ngay từ khi tôi viết, nếu mà có điều kiện xem cái bài cách đây tôi viết 2019 ấy, của Hội đồng Lý luận tôi dùng cái từ gọi là tiếp cận mô hình kinh tế tuần hoàn thôi, approach nhé. Thế thì đấy là câu thứ nhất, là tôi nghĩ là nên cho nó rõ như thế để chúng ta cùng thống nhất. Còn quá trình này chúng ta đang hoàn thiện dần, và tôi cũng rất đồng ý với các anh chị, thực chất cái này dựa trên tiếp cận kinh tế. Cho nên tại sao nó gọi là economy, kinh tế là cái đầu tiên mà, rồi mình nhìn vào cái này mà, đúng không? Đấy, cái đi báo cáo như đây là một điểm mà trả lời cho rõ thôi ạ. Thấy chưa, rõ chưa? Vâng, cảm ơn anh Trinh ạ. Vâng, xin mời phản hồi của Carafood cho câu hỏi thứ hai. Em xin phép trả lời câu hỏi dành cho Carafood. Trước hết thì Carafood rất là biết ơn bởi vì mình được nhớ. Thực ra là hồi nãy cái trăn trở của một diễn giả là anh Sinh Thành, kinh tế tuần hoàn mà tạo ra nhiều sản phẩm ấy, giống như buôn đồ tạp hóa đúng không? Nhưng thực ra không phải đâu. Khi đi theo chiến lược kinh tế tuần hoàn á, mình chỉ bán một sản phẩm chính và xây dựng cộng đồng. Sau đó là những sản phẩm phụ kia là tặng cho khách hàng. Và khi mình có được cái chỗ đứng trên thị trường là mình bắt đầu chuyển giao các công nghệ kia cho những nơi khác. Khi họ có nhiều vỏ trái cây, như là cái người mà sản xuất dứa họ có vỏ trái cây không làm gì, mình chuyển giao công nghệ, tức là bọn em bán trí tuệ nữa. Chứ không phải đơn giản chỉ là mình phải làm ra dạng prototype, cho nên bọn em thành một công ty nhỏ nữa là sở hữu cái là khoa học công nghệ ạ. Chuyên sẽ bán những cái đó. Chứ thực ra là bọn em không thể nào mà một nhà máy có thể sản xuất được hết. Nhưng mình ra một prototype thì có những công ty họ sẽ cần những cái đấy, và bọn em sẽ thương mại tiếp cái đấy. Cho nên là các nhà khoa học là giàu là từ trí tuệ. Công nghệ kinh tế tuần hoàn chính là trí tuệ. Nó không phải là cái vật chất mình tạo ra, nhưng cộng đồng sẽ đến với mình nhờ cái trí tuệ đó, nhờ những cái sản phẩm xung quanh mình. Ví dụ như hồi em bán một lít enzyme như vậy thì khách hàng rất là khó mua, nhưng mà em bảo bán một lít enzyme nhưng em tặng 5 lít rửa chén. Bây giờ một lít rửa chén hữu cơ rất là đắt, 120.000, nhưng bọn em có thể tạo ra free cho họ cơ mà.
thì bắt đầu giữ khách hàng lại, nuôi dưỡng trong cộng đồng của mình. Bởi vì kinh tế tuần hoàn không phải là để trên kệ siêu thị để bán bây giờ, mà mình phải có một cộng đồng hiểu về kinh tế tuần hoàn, cùng xây dựng một cái xã hội bền vững. Và khi bọn em ổn định rồi, bọn em chia sẻ mô hình đó cho nhiều doanh nghiệp nhỏ khác để họ cùng làm như bọn em, và bọn em sẽ là người trading cái enzyme đi ra thị trường thế giới chẳng hạn, theo một công nghệ của bọn em, nhưng mà phải theo tư duy của một nhà lãnh đạo mà bọn em đào tạo cơ. Thì là bọn em đi theo hướng đấy, thì bọn em mới nói là kinh tế tuần hoàn là kinh tế của những sự phát triển về thịnh vượng. Tại vì là 85% SME ở Việt Nam là nhỏ đúng không? Nhưng nếu chúng ta đi theo mô hình này, chúng ta sẽ có rất nhiều sản phẩm về enzyme có thể ra thị trường thế giới, vân vân. Nhưng một quốc gia mà có một công ty mà làm giàu cho cả quốc gia thì đó không phải là một quốc gia thịnh vượng. Một quốc gia thịnh vượng phải rất nhiều công ty nhỏ thịnh vượng thì mới là quốc gia thịnh vượng. Cho nên kinh tế tuần hoàn nó đáp ứng được điều đấy. Cho nên em mới nói kinh tế tuần hoàn là kinh tế của nền kinh tế bền vững, kinh tế của thịnh vượng, khi chúng ta sẵn lòng chia sẻ mô hình cho những bạn mà cùng tư tưởng với chúng ta đi trên hành trình này thì mới được. Chứ không phải là em sản xuất hết đâu, em gia công một số thứ. Khi em tạo ra cái sản phẩm lõi, bắt đầu em gia công cho những công ty khác và em có nguồn khách hàng đúng không, cộng đồng, thì mình làm thương hiệu cho nhãn mác đó thôi. Rồi sau mình bắt đầu đi, chứ không phải là mình sẽ phải sản phẩm sản xuất được hết. Như cái enzyme rong sụn là hoàn toàn em đang đi combine với một startup khác, họ sản xuất, em đưa enzyme cho họ, đó, họ có rong sụn, xong bắt đầu mình combine với họ để nghiên cứu ra sản phẩm đó. Chứ em làm nào có được nhà máy mà sản xuất tiếp, giống như Nutrifood bây giờ họ đi, họ chỉ có sản xuất một dòng duy nhất. Cho nên mình phải biết là khách là mình giỏi ở chỗ nào, mình làm ở chỗ đấy. Mình giỏi về truyền cảm hứng, mình giỏi về nghiên cứu, mình làm cái đó và mình sản xuất liên cái đó. Xong mình bắt bán chất xám và mình combine thì được ạ. Thì đó là cách đi em nghĩ phù hợp cho kinh tế tuần hoàn khi mình đưa ra thị trường. Cho nên hồi nãy anh Sinh Thành nói là anh không thích một cái công ty mà nhỏ 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 như vậy. Đó là anh chưa nhìn rõ được những cái điều kỳ diệu của kinh tế tuần hoàn. Khi chúng ta đi vào thực tế chúng ta mới thấy ạ. Em xin lỗi là em nói thật ạ. À, em cảm ơn ạ. Vâng, có lẽ là cái câu đấy sẽ phải vâng. Cho nên em bảo là một quốc gia thịnh vượng mà 85% là SME thì phải là những quốc gia, phải là những công ty thịnh vượng. Còn nếu một quốc gia mà chỉ có một công ty giàu thì không phải là quốc gia thịnh vượng. Vâng. Chúng ta có rượu và đồ ăn, rượu vang và đồ ăn ở ngoài, cho nên là rất sẵn sàng để có những cái trao đổi dài hơn. À, vâng. Dạ vâng, có ạ. Vâng, anh sau anh Dương, sau để anh Dương nhé. Vâng. Vâng, cảm ơn Sinh Thành. Tôi vẫn phải nhắc lại là tôi tên là Bái, đến từ Hội Học Việt Nam. Thế và ở đây từ đây anh Thành nhắc đến tôi như vậy, tôi phải nói thêm sợ là nhầm với Bái, cúng Bái. Thực ra mà nói là đúng là anh Thành nói là nhiều năm trước đây đã được UNIDO đi đồng hành với ngành công nghiệp Việt Nam rất nhiều năm trong cái gọi là cái chương trình Leader Production. Tôi nghĩ là hai ba chục cái course anh Trinh tổ chức quá như là nhỏ so với nhiều chục năm trước đây. Chị Thảo đấy đã funding này, rồi cử chuyên gia từ nhiều nước đến đây, và tôi với chỗ anh Thành, đặc biệt là trường đại học Bách Khoa nhỉ, và đã hình thành ra một cái gọi là trung tâm sản xuất sạch hơn, một cái CP nó rất là lớn đấy. Thì có hai cái việc mà chúng tôi làm được, một là tổ chức này, hai là dạy các cái kỹ thuật về gọi là waste audit, tức là phải kiểm toán chất thải cho mới ra được kia. Và cái thứ hai là CBA, tức là anh đưa ra bất cứ một option, một solution nào thì phải xem cái kinh tế như thế nào, từ đấy mới xin tiền chị Phương cho và không, và hồi là Đan Mạch cho này, UNIDO cho, rất rất nhiều người cho tiền để làm, nếu như mà chứng minh rằng nó có lợi ích. Và chúng tôi được học cái bài, nếu không nhớ nhầm hồi không được học anh Trinh, nhưng được học chị Hoa, nhưng mà cái công thức tính quả thực cũng được nhiều cái. Những cái vấn đề đặt ra là này,
hội Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Công Thương phối hợp tổ chức đến 2-3 cái hội thảo liền với hai mục tiêu: một là đưa cái CP vào trong trường đại học, hai là luật hóa cái đấy. Không thành vì bản chất của CP đó là tự nguyện. Thế thì so với 20 năm trước bây giờ chúng ta làm CE, chúng ta có cả một cái gọi là cái cơ sở pháp lý, là chứ bây giờ chúng ta làm dễ hơn trước. Ngày xưa anh em mình làm cái CP rất là nhiều, đúng không? Nhưng gọi là cái gì, cái thắt nút cái đúc của chai vẫn còn rất nhiều. Và như cái câu chuyện của anh Thành kể, và bây giờ chuyện của Đao, ngoài cái chuyện của chỗ anh Sơn, tôi nói luôn của Hải Phòng ấy, cả một cái núi kíp to như thế, Bộ Tài nguyên Môi trường anh Hạnh đi phạt rất nhiều lần về rất nhiều những cái giải pháp đưa ra để mà có thể recycle, reuse cái kíp ấy, thế mà vẫn không được, vẫn là những biện pháp lý. Pháp lý là do ai? Là cho chính chúng ta. Thế vừa rồi anh có đưa ra một cái Hình câu Dương mà. Tôi cũng hơi ngạc nhiên ấy, bởi vì chắc là Thành với anh Bái cũng được ngồi một số hội đồng đánh giá công nghệ và đánh giá môi trường. Chưa ai nói rằng là cái công nghệ này không có nước thải, không có hệ thống xử lý nước thải, không cho phép đầu tư cả. Không có cái chủ trương trong cái đánh giá đầu tư, rất là encourage cái đấy. Nhưng cái này cũng có thể có một sự nhận định nó sai nào đấy. Nhưng mà cái này thì đúng là có này. Thí dụ tại sao chỗ anh Sơn vướng? Người ta yêu cầu anh Sơn phải có một cái test xem cái này nó cái long term impact tới environment, cả environment nước đất như thế nào, đúng là chưa có đủ điều kiện thật. Đúng anh Sơn nhỉ? Thế rồi tương tự như vậy với GIP cũng thế, mà người ta chứng minh cho chúng ta rất nhiều những bài toán như thế rồi. Chứ vậy cái nút thắt chính đây là không chính sách. Cho nên tôi chỉ muốn rằng là ở đây không có ai is for level hết. Cái vấn đề phải chuyển thể những ý tưởng sang chính sách cho nó feasible, nó khả thi. Thì ngày xưa UNIDO cũng bị sự cản như thế rất là lớn. Rồi là rất nhiều các cái chương trình hợp tác quốc tế đã bị những cái sức cản hoàn toàn về mặt chính sách. Bây giờ tôi lại quay trở lại cái chương trình mà Inspire đưa ra cái khung kế hoạch hành động. Khung kế hoạch hành động về CE của mình tôi thấy rất chi là phức tạp, mà chỉ trong vòng một năm ra được. Làm sao ra được? Trong khi đó tôi xem cái của Nhật chỉ có 5 sản phẩm này: điện thoại, plastic bag với những cái gì đó rất là, với sau đó là vải. Vải thì người ta không đi được cái, chỉ người ta đi cái ở trong sản xuất. Tôi lấy ví dụ 3-4-5 sản phẩm như thế, tức là người ta đặt ra những công cụ, và cái người phụ trách cái đấy chính là Bộ Công Thương, chứ không phải là bộ họ là METI đấy, chứ không phải là MOE của Nhật. Vì sao? Bởi vì để giải quyết vấn đề, đầu tiên phải là vấn đề về công nghệ đã, sau đấy là vấn đề về những vấn đề về tiền. Chứ còn người ta những cái quan niệm về không phải những kiểm soát những cái ô nhiễm như là ý ở chỗ nó không chặt chẽ như vậy. Nhưng tôi sợ là những cái chặt chẽ của mình một cách hơi cứng nhắc nó sẽ làm cái cản trở đi rất nhiều những cái đổi mới. Thế đấy là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai là vừa rồi tôi xin lỗi chị, tôi đọc cái kia đọc nhanh quá là chợ tỏi. Nhưng mà đúng chữ chợ tốt rất hay, bởi vì 40 năm trước tôi đã đi chợ ở Thụy Điển này. Cái chợ nó tên một tên rất là xấu là chợ Chí, chợ con cháy. Ở đấy rất nhiều nước Bắc Âu đã đến để người ta bán đồ như vậy. Nhưng mà ở Việt Nam nếu làm thì lại bây giờ là chưa được, và bị chưa được từ mấy năm nay với nhỉ, từ cái nghị định do chỗ cục quản lý chất thải về tái chế các cái mặt hàng dân dụng với công nghiệp đấy, tại sao không được? Là chỉ bởi vì anh chuyên chở không được phép. Vậy làm thế nào các anh phân loại và anh chuyên chở được phép để làm được cái việc ấy? Thế thì quay sang một cái việc nữa là mình cái khung pháp lý để cho mình làm cái việc này, ai phải làm được cái này. Bây giờ để tái chế rất nhiều công nghệ tái chế, nhưng mà chuyển cái chất thải hoặc là bán sản phẩm từ một công ty này sang một công ty khác lại là problem cho anh công an rồi. Thế bây giờ ai sẽ đứng ra giải quyết những vấn đề này? Tôi chắc nghĩ là anh Bộ Kế hoạch Đầu tư chả làm nào, không chỉ làm được vĩ mô. Anh Bộ Tài nguyên Môi trường cũng không đủ ấy, chính là anh cảnh sát. Thế thì bây giờ mình đào tạo cho doanh nghiệp rất tốt rồi, nhưng cần phải đào tạo cho cả những người đang cầm cương nảy mực, chính là cảnh sát. Thì ngày xưa khi mà chúng tôi làm về chất thải nguy hại thì chúng tôi cũng tổ chức rất nhiều cái khóa đào tạo cho cảnh sát. Quả thực sau khi đào tạo thì họ tốt hơn, tức là họ không bắt nhầm những đối tượng nữa.
Thế thì những cái việc cũng rất là quan trọng. Thì tôi chỉ lấy một số ví dụ, còn rất nhiều những cái thách thức nữa mà trong cái sự phát triển của mình theo kịp thế giới thì bị cái rào cản về mặt chính sách nó cản trở. Tôi chỉ muốn những nhà gọi là lập pháp, những nhà chính sách trong đây của anh Thành này, anh gì nữa này, bớt vô cảm đi. Mình vô cảm với doanh nghiệp rất nguy hiểm. Vâng, chị đã đấy. Anh Thành hôm nay bị chỉ trích có vẻ hơi nhiều nhỉ. Vâng, mời anh Dương. Anh Dương có cái sự phản hồi. Vâng, tôi chỉ xin phép là có hai câu rất nhanh. Trước là với câu của chú Bá. Chú Bá ấy ạ, cháu xin lỗi là trước phần trình bày trước đó cho nói hơi nhanh. Tức là khi mà doanh nghiệp, có những doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, họ sẵn sàng làm mới và một cái mô hình kinh doanh toàn hoàn mới. Và họ ý tưởng của họ là hình dung là chứng minh được về mặt lý thuyết là 100% nước thải là không có nước thải. Cái ý thì cái này thì cháu cũng đã nói trong đấy là họ chưa làm, cho nên cũng chưa khẳng định được, cháu cũng chưa khẳng định được là nó ra thật thì nó có nước thải hay không. Thế nhưng vấn đề nó nằm ở chỗ là với quy định pháp lý bây giờ, nếu doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp muốn thử nghiệm cái ý tưởng đấy, doanh nghiệp cũng vẫn phải đáp ứng cái yêu cầu về xây dựng là phải có một cái hệ thống nước thải. Mà đấy, không có cái đoạn đấy là họ đang nghiên cứu và nói với bọn cháu về cái góc độ xây dựng, thì bọn họ bảo là cái người diễn giải ở địa phương ấy, khi mà họ nói cái yêu cầu đấy là họ nói cái chuyện đấy, thì cái này là có không biết về văn bản hay về vâng không có cái là doanh nghiệp phải có quỹ đất để xây dựng hồ. Không không, đây là phải xây xong cơ. Đây họ lại cháu vừa mới gặp hôm thứ bảy vừa rồi xong ở trên Hòa Bình, và cái này trên Facebook cháu cũng thể hiện lại luôn là họ đây là chủ tịch một hiệp hội cũng nói của rất là trong lĩnh vực nông nghiệp anh ấy nói, và nó là có chuyện, nó chuyện như vậy thật. Thì cháu cũng xin phép chia sẻ đấy là cái chuyện cháu và nghe, nhưng mà góc độ của bọn cháu là quan trọng là có người cơ quan quản lý có dám cho thử nghiệm những cái chuyện đấy không, và thử nghiệm xong với doanh nghiệp là họ là cái ý tưởng họ sai thì họ rằng là thì cái phần chi phí họ bỏ ra là ok. Thế nhưng vấn đề là nếu mà cái vấn đề ý tưởng họ đúng thì nó thế nào, thì đấy lại là vấn đề về mặt pháp lý là mình chưa khuyến khích được thử nghiệm, thì cái ý tưởng khuyến khích thử nghiệm nó nằm ở chỗ đấy. Thế còn cái câu thứ hai là về cái quay ngược lại cái ý mà chị trước đấy hỏi, thì cháu lại có ý là nó thứ nhất là về mặt hình dung là theo cách hiểu của cháu về kinh tế tuần hoàn, thì cháu hiểu giống hết thì Trinh là cái mô hình của chị kia không phải là kinh tế tuần hoàn. Nhưng vấn đề về mặt pháp lý thì lại cháu lại khác với thầy Trinh ở chỗ là cái điều 138 của nghị định 08 ấy nói cả các tiêu chí chung của kinh tế tuần hoàn ấy, thì cái áp vào cái đấy của chị, của cái Trà Đình Viên là có, là điều đấy là kinh tế tuần hoàn theo quy định pháp lý, thì đấy là kinh tế tuần hoàn. Vì cái điều 138 đấy nói về các tiêu chí chung ấy thì lại không nói là phải đáp ứng tất cả các tiêu chí này thì mới được là kinh tế tuần hoàn, hoặc là một hoặc là tất cả. Về mặt logic toán là chúng ta nói là về mặt một hay tất cả các điều kiện này mới được hiểu là kinh tuần hoàn. Nhưng thế thì mình có thể hiểu là chỉ cần một điều kiện, nhưng trong đấy thì lại có cái điều kiện là đấy không, nó không thải ra thảm thảo chất thải ra môi trường, không gây tác hại xấu đến môi trường, thế thì cái mô hình như thế là kinh tế tuần hoàn. Thế thì mình hiểu về pháp pháp lý là như thế. Thế nhưng mà còn theo cách hiểu đúng của cháu theo nghĩa ấy, thì phải rất xin lỗi bạn ấy là vì mặt bạn làm đúng luật. Thế nhưng mà những cái mà mình đã, các chuyên gia về kinh tế tuần hoàn đang hình dung ở đây là nó chưa phải là cái hướng mà về mặt pháp lý là muốn ưu tiên để phát triển, đấy chứ phải hỏi như vậy. Vâng, bây giờ vâng cũng có lẽ là cũng là 5:20-5 rồi, và cái chúng tôi cho rằng là cái trao đổi khi mà đi sâu về mặt kỹ thuật ấy, nó còn rất nhiều, và đặc biệt là đi sâu vào cái các yếu tố vâng 1, 2, 3, 4 cánh tay ạ. Yes, okay, please. We have 2 minutes each. 2 minutes. Yes. The clock is ticking, so sorry. I'll try to be brief. Thank you very much for this opportunity, and it was fantastic to hear some of the presentations. As researchers, we work for RMIT, and we are not here to promote RMIT. We are here to promote the idea of collaboration and also working alongside the industry. So we have fantastic cases here in Vietnam. Two of them, which I would like to introduce today. One of them is Les Vergers du Mekong, which is a company that produces a number of products, quite famous for the juices all over Vietnam. And their management actually works quite closely with CE initiatives, recycling, or actually having natural, more organic packaging for their coffee cups. We actually were introduced to this model a few weeks ago in Ho Chi Minh. Another example is a firm
owned by an Israeli expat called Tone to Tone. This company actually does a lot of plastic neutralization. We invite a lot of guest speakers to our classes. Le Berger has been actually in Ho Chi Minh twice. Last week we had an international business forum. He has been here in Hanoi. So we need model companies, and coming from another from different countries actually. I have learned, I have been fortunate to learn a lot about companies that are heavily involved in CE practices. UK, Spain, Italy, you name it, even South America, developing countries. And Vietnam has a number of those model companies. We actually saw a couple of them today. So learning from one another and also sharing the results at university level, for example, that gentleman over there was mentioning about his experience teaching at, I think, the National Economics University. So we could play a little yet significant role in relation to or in regard to disseminating that information, because a lot of the student, the body of the students or a student body, the future graduates, they will be working for a government industry or NGOs, and they could actually could disseminate that word about the advantages of becoming heavily or perhaps more involved in CE practices. So I apologize because I think I took 3 or 4 minutes already. So thank you very much for your time. Well, thank you, Simon. Yeah, we are looking forward to working closely with you within the CE Hub, especially in terms of awareness raising and education, how to disseminate the good showcases and good practices for students and also for other stakeholders. Thank you. Yes, another 2 minutes. Yes. Vâng, xin mời. Xin chào tất cả mọi người, em là Lộc đến từ Hậu Giang à. Là một doanh nghiệp tiêu biểu về ứng dụng kinh tế nông nghiệp tuần hoàn ở tại Hậu Giang. Thì lời nói đầu tiên là cảm ơn UNDP và tất cả mọi người làm cho một cái doanh nghiệp ở Hậu Giang của em cảm thấy không cô đơn khi áp dụng tiếp cận theo cái hướng nông nghiệp tuần hoàn à. Tại sao? Ở đồng bằng Cửu Long rất là lâu rồi ha, trong sách giáo khoa đã có đề nói về những cái mô hình tuần hoàn như là VAC, vườn ao chuồng, nhưng mà hiện tại không còn áp dụng nữa. Thì khi mà công ty bên em hoạch định đi theo cái hướng nông nghiệp tuần hoàn thì gặp cái sự chê cười rất là nhiều ha, là cảm thấy cô đơn trên con đường này. Nhưng mà hôm nay đi thấy cái bầu không khí của mình rất là sôi nổi thì em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Đấy à. Rồi có một ý thì khi mà bên em ứng dụng vào áp dụng nông nghiệp tuần hoàn thì có gặp cái khó khăn về mặt kỹ thuật, đọc thì rất là mênh mông, xem YouTube cũng rất là nhiều nhưng mà không có biết cách thực hiện đúng. Nên ở đây nếu mà mình đã có cái CE Hub, cái website có platform thì mong trong tương lai thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể step by step những cái SOP về những cái mô hình tuần hoàn để những doanh nghiệp vừa và nhỏ khác như tụi em á không còn phải tốn nhiều thời gian phải trải nghiệm, phải trả giá nữa. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Vâng, rất cảm ơn ạ. Vâng, và một lần nữa thì có lẽ là xin phép được dừng cái buổi trao đổi tại đây vì hiện nay cũng đã muộn rồi. Ở ngoài kia cũng, ở ngoài hành lang thì chúng ta cũng đã có đồ uống và một chút ăn nhẹ để chúng ta có thể tiếp tục ngồi trao đổi và tranh luận với nhau. Vâng, đứng trao đổi. Vâng, xin mời, xin cảm ơn các panelists. Vâng. Vâng ạ, để kết thúc sự kiện ngày hôm nay thì bà Ramla của chúng ta sẽ có đôi lời chia sẻ. Vâng, xin mời bà. Thank you very much. I know that now I am the person that stands in between your way and the wine, so not even 2 minutes, just allow me to thank all of you and our partners, in particular the Institute for Strategy and Policy on Natural Resources and Environment, UNIDO, but also other government entities, and especially to thank the enterprises who came and who shared and who were open and honest, and actually for all of the learning that happened. And I think these last few interventions that really underline the importance of community, the importance of sharing, the importance of growing together, I think is a key takeaway.
Allow me just to say a few next steps for us. So we'll continue to work with the Embassy of the Netherlands. Three key areas: capacity building for the enterprises, for some of the priority sectors, and those would be the textiles, the agriculture, food and beverage, construction, and so on. Number two would be in the area of technology transfer, for example, on areas such as wastewater treatment, food processing, and so on. And the third would be on supporting the development of technical guidelines for recycled products, for eco-design, and for ready-to-export products. Allow me to thank the team here at UNDP who worked very hard in organizing all of this, and to thank the interpreters for your patience. Thank you very much and wish you a very nice evening. Vâng ạ, xin cảm ơn bà Ramla. Cùng chúng tôi cũng xin cảm ơn các quý vị đã dành thời gian trong thời điểm cuối năm bận rộn này ạ. Chúng tôi hy vọng là sự kiện này sẽ tiếp nối tiếp và tiếp thêm động lực cho các doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn ạ. Một lần nữa thì xin chúc các quý vị Giáng sinh an lành, ấm áp và một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, ở bên ngoài thì chúng ta vẫn còn rượu và đồ uống ạ. Chúng ta có thể tiếp tục các phần trao đổi và thảo luận ạ. Recordings.